Nhìn lại hình ảnh nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị góp mặt trong đoạn phim ngắn cùng gấu Paddington. Trong chuỗi hoạt động đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị vài tháng trước, bà đã gián tiếp góp mặt trong phần mở màn của buổi lễ hòa nhạc trước điện Buckingham ngày 4 tháng 6 qua việc xuất hiện trong đoạn phim ngắn cùng với gấu Paddington. Đây là nhân vật hư cấu được yêu thích nhất trong văn học thiếu nhi Anh, được ví như bảo vật quốc gia. Theo đó, câu chuyện lấy bối cảnh một buổi tiệc trà tại cung điện, khi gấu Paddington tiết lộ với nữ hoàng Anh rằng mình luôn giấu trong mũ món tráng miệng khoái khẩu, bánh mì kẹp mứt cam. Sau đó, nữ hoàng cũng lấy một chiếc bánh từ trong túi xách màu đen của mình ra khoe với gấu Paddington và đáp lại, ta cũng như ngươi, ta giấu bánh trong đây. Được biết, đây là lần thứ hai nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lấn sân vào điện ảnh sau lần xuất hiện trong video cùng điệp viên James Bond nhảy dù xuống sân vận động trong chiến dịch quảng bá Olympic London 2012. Điện Buckingham cũng cho biết, nữ hoàng cảm thấy đoạn phim là một trải nghiệm mang lại nhiều niềm vui và không thể bỏ lỡ.